Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Hai bên thông báo cho nhau tình hình kinh tế xã hội mỗi nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Chính phủ Nga đã đạt nhiều kết quả tích cực trong việc giữ vững ổn định xã hội và duy trì tăng trưởng kinh tế thời gian qua, khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Nga trên các lĩnh vực trong cả khuôn khổ song phương và đa phương vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Volodin cũng thông báo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về kết quả của hội đàm rất thành công với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào hôm qua ngày 15 tháng 10 và khóa họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Việt Nam-Nga diễn ra vào sáng ngày 16 tháng 10. Cho biết tại khóa họp Liên nghị viện, các ủy ban quốc hội hai nước đã có cuộc thảo luận rất thực chất, thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nghị viện và trong các lĩnh vực khác. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam-Nga thời gian qua có xu hướng chững lại do nhiều lý do khách quan. Mặc dù đã có những dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với nhu cầu và tiềm năng, chưa khai thác được các thế mạnh của hai bên. Thủ tướng cho biết vừa qua đã chỉ đạo các bộ ngành của Việt Nam phối hợp với phía Nga tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực truyền thống như dầu khí, công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, văn hóa du lịch, khoa học công nghệ, cũng như tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương, nhất là biên bản khóa họp thứ 24 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga được tổ chức vào tháng 4 năm 2023. Hai nhà lãnh đạo nhất trí các bộ ngành hữu quan hai nước cần tích cực trao đổi hơn nữa để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường của Nga, cũng như thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiềm năng mới như chuyển đổi số, năng lượng xanh, xây dựng hạ tầng cơ sở. Hai bên hoan nghênh việc mở đường bay thẳng Hà Nội Scoot từ tháng 6 năm 2023 và việc ký kết nghị định thư sửa đổi các hiệp định liên chính phủ trong lĩnh vực dầu khí vào ngày 12 tháng 10 vừa qua. Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Volodin nhất trí với các đề xuất thúc đẩy hợp tác song phương Việt-Nga. Cho biết Duma Quốc gia Quốc hội Nga với vai trò cơ quan lập pháp hoàn toàn ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Volodin đánh giá cao hợp tác của hai nước trong khuôn khổ đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, APEC, các cơ chế hợp tác ASEAN-Nga. Và khẳng định hai nước sẽ duy trì phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế, tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa đa phương, ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đánh giá cao việc phía Nga, trong đó có Quốc hội Nga đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động ổn định tại Nga, đề nghị chính quyền Nga tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nga, phát huy vai trò nhịp cầu kết nối giữa hai dân tộc, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.